Điện lại Minh Châu chào mọi người nhé. Mình lại tiếp tục vệ sinh cái súng phun sơn. Thank you.
TikTok là máy rửa xe gì đúng không? À ơi, ơi nhưng mà chú ở bên giao hàng nhanh à? À không phải. Bên giao hàng tiết kiệm. À giao hàng tiết kiệm, thế thì đéo phải, thế thì giao hàng nhanh thằng nào nhỉ? Sao anh có số điện thoại của bên anh mình không? Anh tưởng em là giao hàng nhanh. Ơ thế thì được cái này. Thế thì gì? Có ống nước á? Có ống nước á? Đó là Minh Trung, chào mọi người nhé. Có ống nước á? Cái bút nào? Cái tâm nào?